Good morning, một nên đừng là được ta và chân muốn được chặt đau cảm thi số cảm thi được cả gốc tất cả một phục mẹ đại buồn ở dưới và chờ giúp chân chị shampoo đêm kề trong bê ô à đâu tập trung cái mà chị sẽ trả cửa xa rồi. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. Vì sao cha cru xa, vì bầy, cru xa là bao nhiêu chi vì cha thì chuyên đi cụ, và cha thà, cứ ở sự cực nơi nào chạy thêm buồn thì thực chất, khi bị sẵn lại thêm bầy, nhưng là chạy bỏ cru xa thì vốn, là vãi lơ sự đầy sẵn lại phật. Bà xôm cho rù bù xù bà cảm khi mùi sống, xôm cổ phục đài thần xu, xôm cổ phục đài phật chỉ trì rộng. Về khoảng đây giờ bà thì hãy bị lắm, là bầy cho rù bù xù bà cảm khi mùi sống, xôm cổ phục đài thần xu, xôm cổ phục đài phật xung dương phục đại thần xu cũng đại bất châu ru vui của cô được kia tầm bay đó chia sẻ đây thành công của đó chia sẻ đây đồng đoàn tích xem ra con trao của mạng cao thảo tài kiếm xe xung thức nào cũng xuống đó đồng nào cá cách ca nghe từng lại thằng cua và bắt lại được lòng bởi dương xung mọi xung rạch và tụ ban được lại ca thì tì có chất hoặc là xung phục đại thần xu cũng đại bất chui tam thay xa nèm tay mua được lưu sức tự to tầm bay vật to đất ngôn được cũng cho nào bởi dương và to thuộc tiết chỉ mỗi nâng đây trở lại và đôi chỉ mỗi nâng cá áp thì vót để cho là bọn dưới mình tăng đại chúng ta có tài tụi một con chụp buông mà chỉ cả tầng ốc đều tay tay đào tam nơi bia kia được bọc cho là được buộc một cục nẹp vào đài một bọn dưới cảm thấy nó tụi một con cho đi coi đồng nai có thể được nuôi bộ bộ đọc đi xuống vì cá đặt vài chữ một đài đặt xuống vì cục đài vật a chừng bà cũng chưa làm bạc ngày đêm việt à mấy nay bà chẳng phải chỉ khi dây trâu và đá to tiền thấy bà nó không nông nghiệp được ní chẳng còn mọi khác về du sông và cũng một số đi một ca thứ bắt bằng thang bà nông nghiệp được ní bà sông chơi một Thank you very much. Good morning. Good morning, some all. So, some now. So, today, yesterday, the HGM Japan, they arrived in Battambang. And today, we are going to do it for the home visit. trong ATM của nước bạn mà đòi bắt vào hỏi cho người thầy đi thì người tìm cho hạ cùng mà ATM and tomorrow again we are going to have the lunch together with maybe the net crew long visit and also try to involve with the Toitoka bà cho ngày sáng chưa còn miên được cầm khi thầy ở nhà mà ha làm khi chúng mua để cứu đồng sất cho đôi chia chúng mua lực đảm bay bị chồng châu lực cứu sức khá của châu rùm dương họ đài and through this that we are going to have some conversation with the Tsoka bà chân tạm dẫn như cơ miên cá xoan mà nia khi chúng mua lực cứu tui sức khá họ đài and now we are just waiting the confirmation from the excellencies of our Soviet that maybe for the Pakshon workshop on June will be 13, 14, 15, 16, 17. Because this is the period for the election time for the council member. The excellencies of us have said no problem. But just they need to be the day that they announce. But chỉ ngày so
So the this is the bon the this will be the totally only for bon te min che. Bà cho đi cư chỉ cách cha với ta khác là tiêu bị chơi đi. So for some all for you is important. Bà chân sống ở đây đến cư ta thành trâu ca đi đấy. And maybe on August we will do with the Battambang council members. Ấy khai vòng vấy nhớ có thưa sạc xa lá chỉ mỗi khang mà chắc cơm bạc xa khai bắt vòng mà đó. And maybe the end of June or beginning of July, try to do with the Thoi Budo instructor workshop. Bà chắc bà hai thì trong khai phẩm muối được đang khai phẩm phớ dương vương sắc là trong yên bộ đồ And then the 15 July until August 5 will be for the Korea top gun workshop. bà ngay thì đập pram khai phẩm phớ bà chạm ngay thì đập pram khai phẩm phớ rất là dương vương sắc hai là đâu có thể correct. So anyway, this is the things. So tomorrow after have the lunch with at the Tomoko, and then we will go to the seminar. Và ngày sáng của tôi phim miền hát ngày trăng chỉ vui sọc mà cô lấy đi nên tôi xin đi So just so you understand like that. và trên con đảo gì vô trung trung bài mình sẽ tới bà So today's topic is earthly life and the spirit world and journey look better. và trên topic bờ dương bậc ní cư dễ dòng quý chỉ vật nơi phục hạt đây nên chỉ vật không bị phục bình yên nên chỉ cả thoải mái trên địa cầu. So let's see for the true father message, true parents message. You should know only precious your physical life is. Only during this period in your physical body, can you resurrect the universe and unify all of your heaven and earth. Not even God and all things combined could be exchanged for the physical world. God and universe cannot be perfect without the human being in the physical body. Therefore, entire cosmos could not be exchanged for a physical body. Bà nẹ cua tai đấng thả chỉ vật riêng cai đồng bọn nẹ vật chỉ miền tầm lại khá na miền tai cầm lòng về đi này rút riêng cai đồng bọn nẹ còn đó đài nẹ ai ru làng quên nơi khôn ông sạc lộ nâng bố rút bố rút than xua nó phải đấy tiệt bọc bà xong bay tại prea nâng ở bay bay tiệt đài rút bởi cho khuyên co mình ai phạt đồ ban xong rạp vì phúc rút của bọn này prea nâng sạc lộ mình ai lọ chọc bà tê bà khuyên mình rút nâng khôn ông phiếp rụp cài được chứ nè sẽ có lúc tầm bùi một ai tạc đôi chữ riêng cài bản thể. So why do parents are emphasizing about the importance of the physical life? Yeah, sorry, my internet program. Yeah, so can you see? Sorry, my internet program. Yeah. Yeah, why the two parents are emphasizing for the importance of physical life? Bà cho hai đấy bạn chị trục hà rân dưới sự tục đặng chỉ mùi nâng nó về đây dưới chỉ vật dương đầu biên rủ riêng mình chỉ vật. First of all, as no fruit without the tree, it is not impossible to complete spirit self without the physical self. Bà biết đôi chỉ khuyên phải bà dân miền đào trời viên mình ai bằng pin chắc luôn ai đợi khuyên rút cài bàn đài. And second is and then in the Bible talking about I will give you the key of the kingdom of heaven.
Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loose in heaven. បាទបន្តទៅទៀតនៅក្នុងគម្ពីរ Bible និយាយថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកូនសោនៃអាណាចក្រអាស៊ូអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកចងនៅលើផែនដីនឹងត្រូវបានចងនៅឋានសួគ៌ហើយអ្វីដែលអ្នកបានស្រាយនៅលើផែនដីនឹងបានរលំទៅឋានសួគ៌ So as number one is talking, like as there is no fruit without the tree, there is no physical self without no spirit self without the physical self. បាទចឹងគេថាវាដូចជាគ្មានផ្លែអញ្ចឹងសិនគ្មានដើមឈើចឹងបានន័យថាបើសិនតែជាគ្មានរូបកាយទេក៏អត់មានខ្លួនរបស់យើងដែរ So once go to the spiritual world, and then you cannot grow your spirit self because the spirit self can grow through the physical self. បាទចឹងគេថានៅពេលណាដែលយើងចូលទៅកាន់ពិភពវិញ្ញាណរាងកាយរបស់យើងមិនអាចរីកលូតលាស់បានទេពីព្រោះតែពិភពវិញ្ញាណមិនអាចរីកលូតលាស់ដោយសារតែគ្មានរូបរាងកាយបានឡើយSo once again to say, according to the divine principle, that there is no growth in the spirit world. បាទអញ្ចឹងដោយផ្អែកទៅលើផលកកទេគឺមិនមាននៅការរីកលូតលាស់ទេប្រសិនជាគ្មានរូបរាងកាយOnce you die and you want to grow your spirit self, no choice that you need to resurrect on the earth and using for the other person's physical body. បាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាចង់ឲ្យមាននៅការរីកចម្រើននៅស្មារតីវិញ្ញាណខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវតែរស់សាថ្មីឡើងវិញដោយឬក៏ចូលទៅក្នុងរាងកាយនៃណាម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភពផែនដីនេះ So you cannot like same as once the fruit on the tree fallen down and cannot grow anymore. Once you die, you cannot grow your spirit self. បាទអញ្ចឹងវាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលផ្លែឈើធ្លាក់ចុះដីមកវាអត់អាចធំធាត់ឬលូតលាស់បានទេអញ្ចឹងវាដូចរាងកាយរបស់យើងសិនណាជាពិភពវិញ្ញាណរបស់យើងចូលទៅក៏វាមិនអាចរីកលូតលាស់ដែរ So this is the reason the Bible say, I will give you the key of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. បាទចឹងហើយបានជាក្នុងគម្ពីរ Bible លើកឡើងថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកូនសោនៃអាណាចក្រឋានសួគ៌អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកចងនៅផែនដីនឹងត្រូវបានចងនៅឋានសួគ៌ហើយអ្វីដែលអ្នកបានស្រាយនៅផែនដីនឹងត្រូវបានលងឋានសួគ៌ So this is the word that right before Jesus go to the spirit world that Jesus talked to Peter and then to give the key to the kingdom of heaven to Peter. បាទដូចនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងគម្ពីរមួយហ្នឹងគឺតកតជាមួយព្រះបានផ្ដល់សោឲ្យទៅពីតាតកតជាមួយនឹងសោនៃអាណាចក្រឋានសួគ៌ទៅកាន់ពីតា So why Jesus didn't bring by himself the key to the kingdom of heaven but passed this key to Peter? បើចឹងសម្រួលសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនផ្ដល់សោហ្នឹងមិនយកសោហ្នឹងទៅខ្លួនគាត់ទៅសោនៃអាណាចក្រឋានសួគ៌ហ្នឹងចាំបាច់ហុចឲ្យទៅតាមរយៈពីតាឬទៅអី Because Jesus couldn't open the key for the kingdom of heaven once he go to the spirit world. Only the key, the door of the kingdom of heaven can open on the earth. បាទគឺថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណគាត់មិនអាចបើកទ្វារនៃអាណាចក្រនៃឋានសួគ៌បានទេបាទគឺមានតែតាមរយៈរូបរាងកាយទេដែលអាចបើកទ្វារបានNumber two is this is because God's ideal world cannot complete without human physical world. ទី2នេះគឺដោយសារពិភពឧត្តមគតិរបស់ព្រះមិនអាចបញ្ចូលមិនអាចបញ្ចប់ដោយគ្មានពិភពរូបកាយរបស់មនុស្សឡើយ So in the second is talking about why physical self is important because even God's ideal world cannot complete without the cooperation of the human being. បាទអញ្ចឹងជំនួយទី2ចង់និយាយថាហេតុអីបានជារូបរាងកាយពិតជាមាននៅសារៈសំខាន់ដោយសារតែឧត្តមគតិ
របស់ព្រះមិនអាចបញ្ចប់ឬក៏មិនអាចធ្វើកិច្ចការងារដោយគ្មានរូបកាយពិតជាក់ស្តែងបានឡើយ So, who will make the kingdom of heaven and how we can enter into the kingdom of heaven? ចឹងអ្នកណាអាចបង្កើតអាណាចក្រនៅឋានសួគ៌បានអ្នកណាអាចចូលទៅកាន់អាណាចក្រនៅឋានសួគ៌បានOnly the human being can complete the kingdom of heaven. ចឹងមានតែមនុស្សយើងទេដែលអាចបំពេញឬក៏សម្រេចបាននៅអាណាចក្រនៃឋានសួគ៌បានAnd number three is that this is because when you go to the spirit world without completing your spirit self, you need to borrow your descendant physical body through the returning resurrection. ទី3នេះដោយសារតែពេលអ្នកទៅពិភពវិញ្ញាណដោយមិនបានសម្រេចខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនោះអ្នកត្រូវខ្ចីរូបកាយរបស់អ្នកតាមរយៈការរស់ឡើងវិញ Even though that we are really difficult to control our human body, how we can control for the other human body? បាទចឹងថាដើម្បីទទួលបានរាងកាយបាទឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅរាងកាយបាទ According to the true parents, that for our members, behind us at least 3,000 to 4,000 spirit self is waiting us to cooperate. បាទអញ្ចឹងដោយផ្អែកទៅលើសភាពគោលការណ៍នៅពីក្រោយសមាជិកយើងម្នាក់គឺមាននៅ spirit បាទគេថានៅបណ្ឌិតមកយិន2000 3000នាក់កំពុងតែរង់ចាំធ្វើការសហការជាមួយយើងម្នាក់ម្នាក់ And if you have more influential person, around 10,000 to 20,000 spirit is behind us. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាននៅសក្តានុពលនោះព្រលឹងវិញ្ញាណនៅខាងក្រៅយើងប្រហែលជា2000ទៅ3000នាក់ហ្នឹងកំពុងតែរង់ចាំសហការជាមួយយើង So, that much this spirit is a crazy waiting us that we can give the energy to their spirit self that they can grow. បាទអញ្ចឹងគេថាពិភពវិញ្ញាណនេះឬក៏ព្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺកំពុងតែរង់ចាំយើងអញ្ចឹងហើយគឺថាតើយើងអាចផ្ដល់នូវធម៌ពលឲ្យពួកគេតាមរយៈការសហការដោយរបៀបណាបាទ But just they are crazy waiting, but they cannot say anything to us. បាទអញ្ចឹងពួកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលកំពុងរង់ចាំនៅក្រៅយើងហ្នឹងបានត្រឹមតែរង់ចាំទេប៉ុន្តែมันអាចនិយាយផ្ទាល់ជាមួយយើងបានទេ And the same thing that if we cannot complete our spirit self on the earth, we will be like that, just crazy waiting. បាទចឹងវាដូចគ្នាយើងដែលមានរាងកាយរូបរាងដែរថាប្រសិនយើងអត់អាចធ្វើអីបានគឺយើងគ្រាន់តែត្រឹមតែរង់ចាំតែប៉ុណ្ណោះ While and then number two is while you are using your physical body on the earth, you need to take care of your health. A health body, health both physically and spiritually. You need to spend your life with consistency of God's word, prayer, and chanson spiritually. Even you need to take care of your physical health. ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើរូបកាយរបស់អ្នកនៅលើផែនដីអ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកទាំងផ្លូវកាយនិងខាងវិញ្ញាណអ្នកត្រូវចំណាយពេលជីវិតរបស់អ្នកដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃព្រះបន្ទូលការបួងសួងនិងចូលសុំខាងវិញ្ញាណអ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពរាងកាយរបស់អ្នក That's why it is super important that we really need to take care for our spiritual self and physical self, physical health. បាទអញ្ចឹងគឺថាវាពិតជាមាននៅសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែថែទាំហើយផ្លូវកាយនិងថែទាំខាងវិញ្ញាណរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរ And then for that it's really need to take care our physical health. បាទហើយយើងត្រូវតែថែទាំនៅសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងផងដែរ So the recently for me it is really feel like that to take care of the physical health is really important. បាទចឹងសម្រាប់ពុកសនីវិញផ្ទៃថ្មីនេះគឺថាពិតជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរគឺការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំរាងកាយហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សុខភាពThis ផ្លូវកាយ time that the HDM from Japan came and then they talking about oh this person pass away that person pass away បាទជាងគេថាពេលក្រុម ATM ពីគាត់មកយើងមកហ្នឹងគាត់និយាយអូមានអ្នកនេះស្លាប់មានអ្នកនោះស្លាប់អីចឹងហ្នឹង
So because of this, they feel a little bit scared. They need to do something else. So that's why they came. bà lưu thờ mi đã slap chân phích phụ có bè rằng là phê khai đáng chân có thật là vừa đưa quay vui đưa chị đấy hay bà chị phụ có mà Our time in this physical world is very short. Once you realize this, you will not want to waste time sleeping or eating. You will eat while you walk, sleep, while you walk, sleep, sorry. Our time in the physical world is very short. Once you realize this, you will not want to waste your waste sleeping time or eating. You will eat while you walk, sleep while you walk, and play while you walk. The more you do so, the more blessing you will receive. Blessing that no one have ever received before. Inheriting all of your God's blessing is a historical thing. When you do this for the sake of the nation, your name will be remained by that nation. bà phê bê lia bỏ dơ nơ khăn phục ưu phục vọng cứ khấy na nơ phê đà nét đơn rừng đi nét đơn mình cho chắc chê phê vừa như kê tư nhà vậy là nét đơn nhằm về đá kê về đá nên lên về đá nét vừa đi chân này căn phải trả được bộ cháy căn phải trả đại nét nâng tự tu bộ cháy đại khuyển nửa na mà nét lọ bàn tự tu bình môn mục tỷ cá tự tu bộ cháy được o rồi bỏ phép cứ chỉ lưu vào vật sạc cá na nét vừa đầm bầy chít chiết lúc nâng tròn trăm chủ nhật. It is very true that our physical world is very short. Và cho biết rau ấy chỉ vật để giờ bị rụng riêng xong ngày đi cứ việc lấy à. And when I was like your age, I thought that the 48 years old is the enemy. Bà cho nên là về cho mà dụ bà hai lẽ đó những cái tha mà đi à dụ sai xong bảy đến hạ bay tôi chỉ sợ trâu được trong chân đầu về dụ sai xong bảy Oh my goodness, already I became that kind of age. bà cho là lâu đấy cứ một người đi mà dụ bên ngày But still, this age, honestly, still I feel like same as your age. bà bắt tay tôi bây giờ dụ cho anh phần nắng bắt tay giờ đó sao à dụ số ba nhẹ rồi thì But sometimes like, I cannot do that what you do. và ta còn là phi khá à quay để dừng thua dừng thua nó vì ở đây thua đôi nhẹ nó đi ba này So that's why it's really important that really cannot waste the time. Even like we can eat, we will eat while we are walking, sleeping, even during walking. bà chẳng hơi dần nay cái đó khi dư mình ai chừng nay phi như chắc chi ba đấy xong bây giờ phi dừng nhám lắm tân ta dư vô phi dư phục đà đến dư nham từ phi dư đế dư đi phi dư phục đà này đại từ And then number one is you need to do your best every day and need to bring the victory. nhưng mà chỉ muốn bà nét tao thua ở office mà tập kia bị chập ngay hai tao can đoam dục chơi chừng nè So what True Father is emphasizing is while we are on this on the earth, we really need to inherit everything for the heavenly fortune. và lúc phục môn của ba phim sa tha cầm long phê dư ru ri mi chỉ vật lập hạt đầy đi dưới trơ tay tự tu ba nâu vô trình So why that we really need to bring the victory that every day, one day, one day. chẳng dưới trơ tay tự tu chơi dùm nè mà thấy dạng hỏi có tự tu ban ở vây mùi chơi dùm nè rồi chụp chơi ở vây mùi đẹp ngay mùi ngay mùi So for me, it's like when I wake up and doing the hundokke and little bit preparing the hundokke to meet some people. Also study Chinese and then also again prepare for the Fundoke content and the finish the one day. và cái một cái nếm có cầu để có thứ ca nghe từ chụp nâu cầu ca nghe na tư hay riệp chom nâu từ thiên động bát phẩm rạp con đục khê và hay có bạn bình chọc một ngày chân tử So in this point that like a one by one that need to bring the victory. bà trên được con chụp loại đi ba đây ta
thì mỗi tàu mỗi tàu tại tàu ba nơi chơi cũng đẹp. So at some point, this hundoke time is very important that when we're doing the hundoke and then when we are offering the Johnson as we plan, as we think, and then everything we can bring the victory. Bà chân nó không chỉ vậy đi nó quên ra đây dương mà viết trong nó hay là ca cũng rồi mà dương ở chuyện lẽ tạm diện ở quay để dương không được kế nước viên được tu bàn chỉ And then number two is really important. Every day you need to inspire the others. If you do not so, you need to think that that is the same as you don't eat the food. rồi chị Pi còn thằng Khanh đây chỉ riêng rồi thấy mẹ tao chúng rơi lên tất chặt mẹ nó tẩy ba một đôi chân này tê nẹt đầu cất đôi kia tha nẹt mình nhà mà hà đầu tê But I really feel like when I have the dinner with the Hemonichanda, và như mẹ rom tha nộp về riêng rock trong biên ca nhà mà hà cho bôi cũng hay đi chân đá. When I had the dinner with the Hemonichanda and he was very asking about what True Mother is doing and what is thinking of True Mother. Và có tay giật xuống tha ta through mother có phong thừa vây ta ở vây chỉ cả cái đó through mother And then it seemed like he was really inspired that when he joined for the AOC in Bangkok and he's asking about Dr. Yeong. bà tranh vị đôi khi quạt phơm đặc biệt là quạt bàn cho room ALC sẵn sàng về được gom bàn trả chết ở Bangkok có tay để xuống được từ dòng mà And then the Hemonichanda is saying that what the all of you are doing is really important. Even he is talking about for the cockpit blessing. bà chân tư dung của tay tay lực lao tha ở bây đời dư cập phong thua nó cứ bất chí miên đâu trả sẵn khá là sống bây tay cảm thi nó có bệnh cao phiền ngọt từ And the cockpit blessing ceremony, and it seemed like he was really inspired from the victory celebration. bà chân người ta cảm thi nó có bệnh bị đôi hạ bây đôi chỉ dư định nghĩa nó về cảm thi chơi chừng nè hay và chọc trong cầu. So when I hear this and then I inspire. Nên nó phải để cho mẹ rong tặng anh ấy cái cho mẹ rong là đồng thời. And then number three, this is really true that the spirit itself can grow only when you receive and give the inspiration. Và thì bây vì nhiên dương ai yêu chụp ra bán tay nó phải để đẹp tổ tool nâng phải đo ca một phòng đất. And nutritional element of spirit self is inspiration. Spirit self grow to eat the inspiration as nutrition. Thiết à được thọ, sau đó viên khuôn ấy cứ chỉ ca bóng phỏng nết, viên khuôn ấy lút lót làm bầy nhám bóng phỏng nết chi à được thọ. So vertically that we inspire to listen for the God's word, but horizontally that we need to give the inspiration to the others. That is our responsibility. Bà chân sai bệnh chó, cứ tha như tự tu ban ca, hứa bị ca tự tu ban được xa ông rúng bí. Vì thế hạn được nuông rồi có vì cái tình trạng gì đâu hay dương tư là chạy được lấy chiếc xe phát đếch tập can nẹ tập tí rồi có bóng phó khẩm đất lo tập can nẹ tập tí ở kia miền rong hợp chân lúc có chia thùng lúc có trao bởi dương vui đài. So let the natural surrender is the natural surrender. The way for the natural surrender is to give the inspiration. Bà chứng đồng nào chỉ vất cứ chia đồng nào cho tranh thông một chiếc đau lơ sẽ cái đây sẽ So once we inspire and then they will do whatever we want. bà chứng đập pina đầy dư rụng hớp cứ dư xong bây đẹp rồi nào quay đầy dư chọn So that's why it's really important to inspire the others. bà chứng viết bất chìa sầm khán á đầy dư trao tay chụp rinh lên cái chất nhẹ đầu tay. For example, that true parents often say about the true love. Ủa cho là True Parent thì có tay tay dây ở bí biển hạng trẻ. So what is a true love? Chẳng ở vậy đâu, chia sẻ đây sẽ lại bật. I want to say that true love is an inspiration. Bà chẳng chứ mai dây bàn tha sẽ đây sẽ lại bật cứ chỉ ca chùm rinh lực thực chất bật. And then for the other way to say,
The life course is the course of inspiration. Bà hãy chứng ai dây mà bà tiết tha chivot cứ chia chivot này ca cho mình được chặt. Even for the business that you can make the customer, you can, when you inspire your customer and then your business going well. So bay tài chuẩn nuôi nhà chi và cam bà dương cái đó đôi khi đây bà sẽ ra chỉ dương chứ. Thua ao là tệ chuẩn bà dương được hơn đi cái gì. Chuẩn nuôi bà dương co đi chuẩn ran phòng này. Even for the education is when you inspire your student and then your education will complete. Bà chân nó pena thì dương chê, bring lên cái chất, inspire kia rồi thơm chìm vui nâng cao áp rung bò dưỡng, cao áp rung bò dưỡng có bị lo mà sao không này. And then that's why even nowadays the many business people is saying that like let's inspire the customer. Bà chân bà chỉ rõ cái những viên cộng nhận chúng tôi chỉ trả quạt tài nhận lực hà sông thu ơi à tệ chân mẹ rõm rồi thơ bị đi chìm vui dưỡng. The way true father doing is also he always inspire the other. Chân ngà vây đè lùng phục vật và thua và tay anh ta chỉ bình lên chất nhẹ đất tầy. True father inspire the Kim Il-sung and true father inspire the Gorbachev. Bà, true father có thua ta chỉ bình lên chất Kim Il-sung, true father chỉ bình lên chất cô bây cháu. And even true mother inspire who? True mother inspire some of that Prime Minister Hun Sen. So bây giờ nè đại phật quật chúng rơi lên chất đấy nè nè mà đái có chúng rơi lên chất xong đây đi chỗ phần sản. I really don't know how she inspire and what he inspire, but anyway he inspire. Và chân xong còn một đơn thà ta nè mà đái có chúng rơi lên chất đấy đấy và đái có miền nào cả chúng rơi lên chất vừa ở chúng ta còn đi đi hợp nâng cao thả cả. And then the Samdak Techo Hun Sen was completely the natural surrender to True Mother. Chúng ta sẽ lại để cho các bạn rích rí, sạch ca, rích rí cho vui nên nhạc bài vật. So this is not by the power, not by the authority, even not by the money, even not by the law, but through the true love, the true mother, let Samdak Techo Hun Sen natural surrender. Bà chẳng đi kia ta mình men đòi sao ông nay ạch vô lùi cãi tế bật tay, đòi thông chiếc, đòi cá, thì bình lực được chật bà. So this is what I'm talking about too, that the life course is a natural surrender course centering on true love. Và trên đây giờ quay đây chúng ta chỉ quy đang về đi đồng nai chưa vất đi đồng nai cho tranh thòng chết out lớn để đây là anh vật. The blessed family should all be able to become sacrificial offers for the nation. This is the starting point to determine whether you will go to the heaven or hell. Going to heaven or hell is not determined by how well you know the Bible or how well you can speak. What matter your actual result for God and your heart. In the end, boundary between heaven and hell is boundary of heart and boundary of actual result. Bà chẳng khổ xa đại miên phó chơi tự ọc nghĩa của tài lại chỉ cả lẽ bom nâng bộ chia luôn xong rạp tập tế chiệt. Nếu cứ chia chồng nói chắc đau đầm bấy cực tạo thả ta nẹ nâng tự can than xuống rư tự than ở ruộng. Ca tự than xuống rư than ở ruộng. Mình trong bàn cầm nọt thả nẹ chè cũng vi lọ bằng ná. Rồi nẹ ai tự dây bàn cầm rất thả thị. Ở vậy đây sự than cư lập tập hò. Bất bạc gọt rồi bỏ nẹ xong rạp rẻ để chết rồi bỏ nẹ. Nơi trong bản chóp prom đàn đồ vì than xuống nâng than ở ruộng cư chì prom đàn để bệnh đồ. Nâng chì prom đàn để lập tập hò chạp sạch. The true father is saying in here, the matter of the kingdom of heaven is the actual result for God and your heart. Bà chân trụ, lộ phục vật các bạn được là cứ cái thà prom đàn, rồi vì thà xuân thà rút cái chữ prom đàn này bẻ đôn được thực chất ấy, hay là prom đàn đây là phát triển tại. So, one of the most important attributes of true love is a sacrifice. There is a no true love without the sacrifice. Ba, kun lekhana sambat rư ko kun lekhana samkhan bomphot nei sekdai salang pat kư ka leh bong. Khmien sekdai salang pat na dai khmien ka leh bong nu te.
Without the sacrifice, we cannot say that it's a true love. Bà sân na chỉ kia ca lẽ bằng tế lúc cư dương mà ai hào thà ca đây lại cột nữ tình. Or the other way to say that if there is a no sacrifice, cannot become our own. Và chơi dương ai vậy mà bài tiết tha bà kia ca lẽ bằng tế cứ ẩn biến đây sự thầm tình. So for the true love is always require the sacrifice. Chẳng sắc đây là anh bất cứ tìm tìa viên nào ca lẽ bằng. So in order to find the nation, that actually what we need is a sacrifice. Bà chân ở quay đại dương trâu cá cứ ca lẽ bỏ kẹt đi chẳng. The only the number two that only after restoring the nation it become possible to enter and to register into the kingdom of heaven. That's why best actual result for God is to find the nation. To build the God's kingdom is very important. Nói tiếp đi lưu krai pika sada bạc tình là vấn tựa ai chỗ tàu chọc chua không ngàn à chạm hàng tù bà. Đồ hai chỉ mua là hết đè là tập hò chạy tới đây là o bộ phát xử mạng bếp cư xoay rộp và chi kiệt. Đã bấy có sang ngàn à chạy vào bếp cư xử mạng. So for this, once again, that I really want to emphasize about the witnessing. Bà chân được nói chúng ta đi kiểm trọng sự cất hôn từ lưu ca tiên cố. Because the one of the best, one of the most important element for the find the nation is to find the find the people who belongs to heaven. Bà chân thiết đa sập thanh dùm rạp ca xoay rộp và tế muối cứ chỉ ca xoay rộp một lúc đè một lúc nâng ai khai tế chưa được bỏ hạt xuống. On this July, I really want to bring all of you to Vietnam. Nó không nó khai bằng quân lý khi ông chọn vô nè tạo cái tàu tên Việt Nam. And then I want to do for the Vietnam Holy Ground tour. Bà trong thơ ca ca một thi tu thân hạ cạnh Holy Ground nơi đàn thư bị sật bởi ghế bà. Yeah, in the time that and also the like what I did for the tournament of people. Đôi giờ quay đà thơ ca pi thì mới không trong em mà đôi chắc là bà. When I go to Vietnam and then in Vietnam there is thousands of people. Bà nó pê tâu tên Việt Nam cứ miên mình lúc chứ chân rock quá nè bà. Like go to the market and many people and then go to the school and many people. Bà nó quê dương tàu xa chúc bà nữ rock quan nè, rock rồi nè. Quê tàu xa riêng khinh, sao rock rồi rock quan nè, quênh quênh lắm à. And so that's why Vietnam is strong. Chắc là Việt Nam được khăn á bà. And even they don't afraid China, they don't afraid America. Tụi bè ở Việt Nam nó vì ở lại chân vì ở lại ảm rách ấy đi. Well, go to Laos and not so much inspired because not so many people. Bật sân gì tao láo sao hợp má này vô láo ở ấp sâu mình được. And but I go to Myanmar and also inspire because many, many people. Sân gì tao bị dân má cứ đục hợp sao đây biên mình đi chơi trai mình đây nó bị dân má. I really surprised yesterday on the way that I eating the breakfast at the fat joking breakfast shop at the Bà chắc là sao mình cứ tha ban hai cái prất nêu nêu hai đặt than cùng mà xoáy à và cái pot mùi đó vậy. Cái hắn cho chặt And dây lên. that man I couldn't see, and then I asked his son, "Oh, where is your father?" And then he said, "Oh, he went to Myanmar." Rồi, bữa đó nó nhầm xuống có đá cục ở bò nét nổi đá có đi đó có ban từ tìm gì mà I really don't know like why he went to Myanmar and what connection he went to Myanmar. nhầm xuống là mấy lần tàu của tìm gì mà nghe từ đẹp rồi đó nó mì gì mà đó But because he's doing the breakfast shop, so that's why when he see the many people, also he will inspire. bà để sao ta quạt bao cả hai đặt hàng về bật dần tới dần là về bật chụp nước của bật thử. So that's why like the to have the many people is really inspired. Bà chân ca miên mà nu ca
So now I crazy thinking I need to inspire all of you. So this June, July, and August, I will do that. Like that, I through the teacher hand that I realized that to do for the witnessing is not the way for educating or saying something, but inspire the leader. Và trên cái là tam gì ạ tôi tu hết trong miền là nhẹ lập chỉ tràn thì thà nằm bay kiêng cô mà đứng bán dưới đó thì thôi chúng mình lên trên của qua đồng hơi bị gì chúng mình được. And number three, the boundary between heaven and hell is the boundary of heart and boundary of actual result. Chúng ta chỉ bay prong đai đồng viên than xua đồng than rút cái chỉ prong đai để bay đầu nên chỉ prong đai để là tập hoa trẻ. So the heart means the inspire their heart, inspiring my heart. Bà trên bể đố được cái tập chất ba đây ta tập chất bỏ dương tập chất bỏ kỳ nhỉ. And then the inspiration is coming from the actual result. Bà trên cả rụng hơi bị vui thì mới lực chất từ việc ra âm tranh gì là tập hoa chạy tới đây. Like also for us that you know to inspire, it was really inspire that inspire our leader. Và sự ra bộ dưỡng đồng bây giờ về được hợp bán cứ riêng ai được hợp bán tàn diện là được rồi. Like Dr. Yeon is he inspired through the actual result. Được chưa được từ giống qua rung hợp chỉ mua nâng lạc tập hợp diện tại. Yeah, and then sorry to say for the new leader, not so much inspired because no, not so much actual result. Bà chân chia trái bà xâm rạp mê được nông mây bởi dưỡng cứ mà sao chưa rung hợp thế là sao tại còn mình rung hợp chỉ mua nâng lạc tập hợp lấy được. So let's inspire these new leaders through the actual result. Chẳng tại nhà nào đó dương xong mọi mê được đọc mây vào dương hỏi qua rình vi thì mùi nâng lạc tập hoa bằng gì. Okay, I already talked so long, so that's all for today. Thank you for listening. Chẳng ở hỏi nâng con ông vì lý bật đi kì miền bật nè bà, xong mà con chiran bà. Bà xong mà con chiran bà, một cái lý mà ca thử bọt một hai nơi vì lý bật đi. Bà chẳng tàn đấng cái tháp bậc này cái biên cái trang cái ATM âm nó khang bật bò tùng chụp bò bà chụp cháy hay các bạn dạ mê riêng đi cứ bất chìa rộng hợp mình tên bà để chìm xét cứ phim sau bánh có ai đóng sử văn sửa phía có xua khi ông phóng đài cái yesterday excellency sử văn sửa phía he asking me he worried that I will not go to Thailand together with his team. I say no worry just make sure the name list and send to teacher head or box name. And then he bring up to meeting because I had the group chatting room with him. He have some meeting with his team talking about this workshop. He kind of very greatly inspired. So also I inspire teacher head. He will come. Yeah, I see. Yeah. Thank you, Clark. What inspired with then to win một số niềm đức mê riêng giờ lâu chẳng cứ đã quát rung khớp và inspire cho mùi năng cách ca nghe rồi bao nhiêu tàn dạng hạ được đoan tàn dạng cách ca nghe rồi dù em bao nhiêu chẳng là không tha dương là tua ban đầu phai ca lo bà sáng nó còn khai của mùi đi đây dương thua sắc ca thật là chỉ mùi năng mà chắc trong rắc xa khai bà tìm biến chênh bà hay đi cái chìa sạc rái thamay mùi tiên đấy đây dương chạp đào thua lang vinh và đa chỉ muốn cái ca nghe con đã chết chân thâm tha hạn nó bây giờ nên chui còn trâu còn to hay nên biết đâu sẽ cam hiệp xem bật hai tiền phòng đài và thực sự inspire kind of yesterday teacher hen post in Facebook post photo in Facebook together with Moksanim and His Excellency, the President, Council Battambang like this, and many people comment in Facebook. Wow, I'm so inspired to see you that you will helping to contribute Battambang and develop Battambang again, and like this like that.
I know many people are inspired to see that photo because history called photo like this. Also, the little bit I need your help with the provincial hall Bonte Minche. Yeah. The now I little wondering like how's going on with the MOU with that Korea. Oh, I see. Yeah. It seems like they are communicating each other, but I feel like there are some misunderstanding, and I asking to this Korean side to have the Zoom meeting with me, but they not really properly answer. I see. Yeah. Because this one is also really important in order to proceed our work, and then also similar thing I want to do in Battambang. And then I think for Korean side, if they are stuck, now I found one agency in Phnom Penh, and I think this agency can help. Yeah. No because problem. At the beginning, I was a little bit expecting Bona, but I think maybe better choose the other. Yeah. Yeah, like this. Yeah. Okay, so anyway, see you tomorrow. We go to yeah. send you. See you tomorrow. Bà con trán bà chẳng lâu đọc về về lia cũng phải chạy chàng đi đi luôn ấy chân xong buông xuống bật tập ní. Oh, by the way, tomorrow, do you have any place that teacher Hen and I can stay? You In mean the similar center. Mấy đàn vườn mấy xuống yeah we will confirm you after this morning. Okay, okay. Now Yeah. we go toilet. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, and thank you very, very much for your hard work, Anand. Bà một con tran mà trong cả nghiệp bao giờ đó kia con tran một tran bà chắc Yeah, I really inspire your work, Anand. Okay. Bà cái ở châu rú bù xuống bật bù xuống bọc đi xong group bụng đài thằng xua xong group bụng đài bật chỉ thị group thì mà nãy giờ bàn bật chọc nó sẽ bà cảm thấy rất chỉ muốn thay được nó hay có quân sự bà cả châu rú cũng bọc du lịch du tạo kia chiếm xe ngày đây giờ biết cảm thì cho sự hạ công chụp bằng phòng chiếm rót xong bật từ bàn nó lại ca là phải lo phải sáng rồi giờ có thêm việc chọn được sự khá là tạo được nó hết bỏ dừng mà to là mình chỉ muốn cái trang nghiệm bằng từ là xồm từ tù ban được ca chụp giấy đập bay đặt vai chun đập lại từ đôi chia đập bay chỉ lát tập hoa mấy cái trang nghiệm được nó mới tình cảm chia được bao nhiêu khoản này nói đi đập nang người thật đo bao nhiêu đó khi xồm đi ca được vai chun cũng lại xồm những cục này vẫn a chu a chu còn chưa thank you very much